Vượt xa nút Hàn Quốc, bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc năm 2023 đứng hạng 5 châu Á. Với hai chiến thắng trực tiếp trước Hàn Quốc, cùng với đó là những màn trình diễn ấn tượng ở các giải đấu giúp bóng chuyền Việt Nam tích lũy được đủ điểm số đạt hạng 5 châu Á. Những ngày cuối cùng của năm 2023 cũng là lúc các giải bóng chuyền cấp độ quốc gia đã chính thức khép lại. Với Việt Nam, năm 2023 chắc chắn là một năm đáng nhớ với rất nhiều thành tích nổi trội. Tuy nhiên, không phải giải đấu nào mà bóng chuyền Việt Nam tham dự trong năm 2023 cũng được FIVB tính điểm. Chỉ có 3 giải đấu chúng ta được Liên đoàn bóng chuyền thế giới tính điểm trong năm là AVC Challenge Cup, FIVB Challenger Cup và AVC Championship. Với tổng số 14 trận đấu được tính điểm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 10, thua 4, từng đó là đủ để Thanh Thúy và các đồng đội tích lũy được 94,82 điểm, vượt qua Hàn Quốc sát nút với 93,72 điểm để giành vị trí thứ 39 trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới. Tính riêng ở khu vực châu Á, Việt Nam đang đứng hạng 5 chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Kazakhstan. Sự xuất hiện của Kazakhstan trong top 4 chưa phản ánh được hết thực lực hiện tại. Trong hai giải đấu mà Kazakhstan tham dự cùng với Việt Nam là AVC Challenge Cup và AVC Championship, thứ hạng của Kazakhstan đều đứng dưới Việt Nam. Tuy nhiên, những trận thắng trước Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ và nhất là Hàn Quốc giúp cho Kazakhstan được cộng rất nhiều điểm số và vượt lên giành vị trí thứ tư châu Á. Dù sao, với đội tuyển Việt Nam, 2023 vẫn là một năm rất thành công khi khẳng định được vị thế trên đấu trường châu lục. Hai lần đánh bại Hàn Quốc, vượt qua đội bóng xứ Kim Chi trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới là điều mà chúng ta chưa từng làm được. Trước năm 2023, Hàn Quốc vẫn là một trở ngại lớn, khó có thể vượt qua với bóng chuyền Việt Nam. Cũng không có nhiều người tin vào việc đội tuyển Việt Nam có thể giành được chiến thắng trước đối thủ có truyền thống, sự đầu tư cho bóng chuyền hàng đầu châu Á. Bất chấp kết quả không tốt của Hàn Quốc tại Volleyball Nations League 2023, đội bóng xứ Kim Chi vẫn là đội được đánh giá cao hơn khá nhiều khi hai đội gặp nhau tại giải vô địch châu Á. Thực tế bước vào trận đấu với sự già dơ hơn ở những đấu trường quốc tế, Hàn Quốc mới là đội liên tục vươn lên dẫn trước. Thế nhưng, tinh thần thi đấu quật cường đã giúp Thanh Thúy và các đồng đội có màn lội ngược dòng vô cùng kịch tính. Một chiến thắng lịch sử khiến cả châu Á phải bất ngờ khi chúng ta chính thức vượt mặt Hàn Quốc lần đầu tiên để lọt vào top 4 châu Á. Chỉ ít lâu sau, hai đội có cuộc tái đấu tại ASEAN 19. Hàn Quốc đặc biệt quyết tâm chuẩn bị kỹ cho trận đấu này nhằm chứng minh thất bại trước đó ở giải vô địch châu Á chỉ là một tai nạn. Nhưng các cô gái Việt Nam đã không nghĩ vậy, dù đội bạn gây rất nhiều áp lực, chơi đầy quyết tâm, nhưng ý chí chiến đấu cùng với sự tiến bộ không thể phủ nhận của đội tuyển nữ Việt Nam đã một lần nữa khiến cho Hàn Quốc nếm trái đắng. Chúng ta đã có thêm một chiến thắng lịch sử nữa trước Hàn Quốc để khẳng định vị trí top 4 đội mạnh nhất châu lục. Khép lại năm 2023, thành công rực rỡ. Hy vọng đây sẽ là đòn bẩy để Thanh Thúy và các đồng đội tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong tương lai, mang lại nhiều thành tích hơn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.